Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ và cách khắc phục quả để các bạn xem. Như quả này, tại sao nó không phát triển được và nó sẽ tím và nó sẽ rụng đi. Và những quả như thế này ở trên đầu dâu, quả này chắc chỉ gọi là 1-2 ngày nữa sẽ tự rụng thôi, vì cũng không có nhựa đấy các bạn xem này. Đấy. Để biết thế nào, mời các bạn chú ý theo dõi và lắng nghe. Như cái súng này ấy, các bạn thì thường thường ấy, cây là sai quá, lá không phát triển được, cũng không lên được búp các bạn này. Đấy, thực tế là cây rất là sai, thì là do thiếu chất cho nên là quả nó chỉ lên được như tầm này thôi, thì nó sẽ bị như kiểu là thiếu chất, nó không phát triển được, nó sẽ rụng. Rồi các bạn xem này, quả không có nhựa, mình vật ra không có nhựa. Thực tế là quả này là sắp rụng rồi, chỉ 1-2 ngày nữa là sẽ rụng thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, còn như các quả này các bạn xem, quả này vật ra là có nhựa ngay. Đấy, thì quả này là dưỡng chất là nên là đủ, nhưng mà đây cùng một cành dâu thôi, cùng một dâu quả rất là dài nhưng mà cũng chỉ được có mấy quả thôi. Vì cây này cũng nâu rồi, từ gần tháng nay mình cũng không cho ăn uống gì. Thì mình mới chú ý là cây sung này nó thiếu chất. Thì nhưng mà thiếu chất ấy, các bạn mà như cây như thế này, ví dụ là như cây của các bạn mà ra quả như tầm như thế này ấy, mà bị rụng, thì các bạn cũng có thể là tưới nân. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách tưới nân làm sao cho cây không bị ảnh hưởng. Bây giờ mình vẫn nói qua là về cây sung này. Một số các bạn có cái những cây sung nhìn rất là cằn cỗi, nhưng mà nó cằn cỗi theo kiểu là thiếu chất, bản thân cây sung còn không cảm thấy không phát triển được, thì làm sao mà ra quả được. Các bạn xem một cây nhá, vẫn đang ra quả bình thường như thế này rồi. Đấy, nó còn cây vẫn còn thiếu chất mà còn không lớn được. Thì những cây sung của các bạn mà không đủ chất cũng không thể nào ra quả được. Đấy, dâu sung rất còn vẫn rất nhiều này. Đấy, nhưng mà nó chỉ ra được một số quả thôi, nó không ra được sai hết. Cái lớp này ra vẫn rụng rất là nhiều, các bạn xem. Các quả con đi ti này rụng. Đây, những dâu quả này còn không phát triển được này. Đây. Thì bây giờ mình như cái sung này. Thì như kiểu các bạn mà trồng ở các chậu nhỏ thì có thể là thay sang những chậu lớn và thêm đất vào, thì cây nó phát triển sẽ khỏe hơn. Còn những chậu mà không thể thay được đất thì có thể là tưới phân. Đây, bây giờ mình phân sang đây. Mình đây là phân đầu trâu tan chậu, các bạn xem. Các bạn xem này. Đây là mình mỗi lần tưới ấy, thì các bạn xem là mình ở đây là một cái siêu khoảng 2 lít nước. Thì mình ước lượng khoảng tầm chừng này phân, hoặc có thể là ít hơn và cũng có thể là nhiều hơn một chút. Thì mình cũng cho đây, nếu mà phân đầu trâu tan chậm này ấy, nhiều khi nó cũng phải khoảng đến 2 tiếng để tự nhiên nó cũng tan, còn nếu mà mình khoáng lên nó cũng không tan được luôn đâu. Thì cách thức ấy, mình tưới, các bạn chú ý là tưới ấy, các bạn là tưới trực tiếp vào gốc chậu như thế này. Ở gốc, đây là gốc chậu, đây là gốc nhá. Mình mà tưới trực tiếp vào nhiều khi là hay bị chết sót. Và cái khoảng cách mình tưới khoảng tầm 4 ngày đến 5 ngày mình tưới lại một lần. Mình nên tưới như này. Đây là phân của mình là chưa tan các bạn nhìn nhá. Nó là chưa tan, đây là mình làm mẫu thôi, chứ còn thực tế là mình phải khoáng lên. Đấy, mình chỉ tưới các khe này như này thôi bạn này. Mình tưới vào vùng quanh cái ria chậu này như này. Đấy, nước nó hút xuống các bạn thấy không. Thì cái rễ nó ăn, tất cả rễ cây đều ăn ở dưới đáy chậu và vùng quanh chậu nhiều, vì nó bò, nó bén ra không bén được nữa, thì nó vùng quanh ở cái thân ria chậu này là rất là nhiều rễ. Thì như này nó gọi là ăn từ từ, bén vào trực tiếp như này. Nếu mà phân ấy các bạn mà có cho nhiều quá thì cái cây nó dễ ăn ấy, thì ở vùng cái rễ mà ở ria chậu nó có chết thì cũng không ảnh hưởng gì về cây. Khi cây hồi lại nó vẫn có số, vẫn có gọi là vẫn bén được vào phân nó ăn. Chứ còn nếu mà mình mà tưới trực tiếp vào gốc như thế này. Đây các bạn xem. Đấy, tưới đúng trực tiếp như thế này.
nếu mà lượng phân mà quá nặng thì cái bộ rễ sẽ bị chết đi rất là nhiều. Chết thì mình không biết được đâu, cây nhìn nó cằn cỗi, nó vẫn đứng, nó không lớn, nhưng mà dù nó có chết gần như hết rễ, nhưng đến khi khoảng tầm 1 tuần đến nửa tháng sau cây nó hồi lại, nó lại bén rễ bình thường. Nhưng mà lúc ý là bộ rễ rất là kém. Chứ cây sung thật ra như cành này ấy, là mình cũng là dâm cành thôi. Các bạn nhìn cái thân cành này, nó thẳng tắp xuống đấy. Đấy, cành dâm thành ra nó cũng không có gì. Dâm cành còn sống chứ còn mình mà tưới phân vào. Nhiều bạn là tưới phân chết cây là bình thường. Mình có một cây ngày trước là mình tưới phân, mình cũng tưới trực tiếp vào gốc. Đến khi là bị nà héo, rụng. Thì mình rút kinh nghiệm sau mấy lần đó là mình cứ tưới vào những rìa chậu như thế này. Đấy, mình chỉ tưới vào rìa chậu thôi, cách xa gốc thôi. Đấy, mình cứ tưới. Mình tưới vào như này thì cây nó vẫn đủ ăn. Như mình ở trên cây trên vò này thế thôi. Mình cũng tưới vào vùng quanh. Cây này mình cũng dùng cái siêu mình tưới vào vùng quanh gốc cây chứ mình không tưới trực tiếp. Dù là mình cho ăn là rất là hạn chế rồi. Đấy, khoảng tầm 4 đến 5 ngày mình tưới lại một lần. Đấy, như các bạn xem là như cái quả này đây là thiếu chất, như đầu quả thì quả phát triển được, như quả này là rụng này. Đấy, như quả vàng vàng này là sẽ rụng, nó không lớn được. Đây. Đấy, các bạn xem. Thực tế là vật ra là không có nhựa. Những quả như thế này là mình bỏ ra là không sẽ không có nhựa. Cây sung này cũng sai quá. Cơ bản là búp lá cũng không phát triển lên được rồi. Rất là cằn cỗi. Cũng có một số bạn nó có hỏi là cành ghép bả của mình thế nào rồi. Thì mình cũng xin chia sẻ luôn là cành ghép bả mình cũng đã kiểm tra qua. Cái độ niền của nó cũng đã đạt được khoảng tầm gần như là sắp niền mắt rồi. Nhưng mà mình mới được hơn 1 tháng. Từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 9 thì được tầm 1 tháng thì mình cứ để đến rằm tháng 10. Cây nó khỏe thì mình cắt ra. Đấy, đây là mình ghép bả. Và cái mắt bên này. Đấy, vẫn phát triển bình thường, cành nó không ảnh hưởng gì. Đấy, còn về cách chăm bón cho cây sung thiếu chất và rụng quả và ra quả như thế này đấy, các bạn xem. Một là cành sung mà thiếu chất. Đây. Nó chỉ được khoảng tầm 2-3 quả, cành này còn các quả này rụng hết này. Đấy. Đây là thực tế là cây sung bị thiếu chất. Thì bây giờ các bạn cứ nghĩ xem những cây sung của các bạn là bây giờ mà đang thiếu chất quá thì cũng không thể nào ra quả được. Nếu có ra quả, nó có ra được dâu quả như thế này mà nó héo. Đầu tiên nhá, nếu mà những cây đang ra quả như này phải đủ nước. Đủ nước nó gần như kiểu là trồng thủy canh luôn. Cái mình trồng trên cái chum này là gần như là mình không đục. Mỗi một ngày là mình tưới khoảng tầm mình đổ nó 5 lít nước vào. Mỗi một ngày mình đổ là 5 lít nước để đến 4, thấp từ 4 lít đến 5 lít. Ngày nào cũng có một cái thùng sơn mình đổ vào. Đấy, thì mình đổ vào để mình nuôi cây. Để cho tránh trường hợp là héo dâu. Cái dâu quả này là nếu mà đang ra quả này mà thiếu nước là rất dễ bị héo dâu, nên dâu không dài được. Cây này của mình ra dâu nên rất là dài. Các bạn xem này, dâu dài toàn gọi là tầm này 20 trên 20 cm rồi. Đấy. Mà dâu rất là nhiều, cây nó đủ độ ẩm, đủ nước. Còn về như cái nứa này, quả là không được sai đều. Có nghĩa là một cành như thế này nó chỉ ra được khoảng tầm vài quả thôi. Đấy. Nó không được ra hết quả từ đây lên đến ngọn. Cái này quả này ngọn quả rụng này, các bạn nhìn này. Đấy. Quả này là nó không đủ chất để nuôi nên nó sẽ bị rụng. Còn là những cành nào như cành này này, quả mà nhìn nó xanh như này rồi. Còn sung mình là ra theo lứa nhá. Thì clip sau như mình xin nói qua luôn là như một số bạn hỏi là muốn để vào Tết thì như có cây sung này của mình ấy. Cứ khoảng tầm 1 tuần nữa mình vật hết cái lớp sung này đi thì lớp sung sau là khoảng tầm rằm tháng 10 đến cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì nó sẽ ra một lớp nữa. Thì cái lớp đó nó cũng sẽ như này. Cứ khoảng tầm cây sung của mình mỗi một tháng mình vật để nó ra một lớp thì mình kiểm soát vào Tết nó sẽ đơn giản hơn so với những cây là cứ ra quả liên tục. Đấy, có quả rụng quả chín thì cái cây này thì nó tùy thôi, có cây nó vụ đông nó sẽ chậm hơn. Thì để clip sau
mình sẽ có clip là để quả vào Tết, cũng rất đơn giản thôi vì cây xung mình chú ý rồi. Có mấy cây như cổ năm nào cũng có quả vào Tết, thì để biết thế nào mời các bạn chú ý xem clip sau. Còn clip này xin chào tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình.